Đây là cái cả huyện Cẩm Khê mình là có mỗi cái xưởng này là to nhất đấy. Thì chỗ quanh xóm này nhà mua của nhà cháu nhiều Nhiều rồi. nhiều Đấy nhá, dưới ông cậu đầu tiên này. À anh ca đầu tiên là ở cái ấy, cái bàn thờ này. à, quý bộ mít Ừ, ông quý thì nhiều. Sập rồi thì về bàn đúng ghế. không? Sập thờ Đây chỗ như là đây chỗ đây này là đây thằng đây Hùng, à thằng thằng Cường Lệ vâng bộ này. Cường Cường Lệ Lệ bộ đâu ghế trăm ba mấy bộ, à, rồi triệu ấy. à, hơn 100 triệu Đấy. bác anh đặt cái sập cũng thưởng Đây là dày anh Bảy thế này này, nhà anh cũng Bảy đây cũng này, đây đang rơi đấy. không Cũng thưởng ông dày dặn không, như nhà anh Bảy đây là cũng đang đặt bộ dưới đây này. Vừa sớm bảo là chị đặt bộ dưới. ui Ôi. nặng quá nặng kinh rồi. À, hiện tại là cơ sở đồ gỗ Tùng Tám đang có mặt tại gia đình nhà bá Thịnh Đức tại khu 2 xã Quyết Tiến, xã Tuy Lộc, khu 2 Quyết Tiến xã Tuy Lộc, và chúng tôi vừa bàn giao cho gia đình nhà bá Thịnh Đức đây một bộ bàn ghế trường kỷ bằng chất liệu gỗ hương đá. Đấy thì tôi cũng quay lại một video clip kỷ niệm. Đây là bá đây. Đây thì hôm trước là bá cũng đã xuống xem mộc của bộ sản phẩm này rồi. Thì hôm nay là chúng tôi là bàn giao gia đình thì tôi quay lại một video clip đấy làm kỷ niệm cũng như là giới thiệu mọi người tham khảo nhé. À, bộ này là bá thửa theo yêu cầu kích thước, thửa theo kích thước riêng của gia đình. Đấy, đây 100% là chất liệu gỗ hương đá này. Đây, bộ này hôm trước là tôi cũng đã giới thiệu quý khách hàng nào xem thì có thể gõ bộ trường kỷ gỗ hương đá đấy, cho đồ gỗ Tùng Tám thì sẽ ra video chi tiết tôi quay mộc của sản phẩm nhé. Hôm nay thì tôi chỉ quay lướt qua thôi. Đây. 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 Chiếc bàn rất to nhé, chiếc bàn này bá đặt to hơn những chiếc bàn thông thường, bàn rất to. Đấy. Quý khách hàng nào có nhu cầu hãy liên hệ ở bên xưởng đồ gỗ Tùng Tám nhé. To nhất của Cẩm Khê. Đây. Đó. Vâng. Lên xin ngồi xe luôn này ạ. Đâu ông ấy đang